Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 108. Chương 1071, Mông Đa Thú, 1. Đêm xuống, Dịch Phong mệt mỏi chịu không nổi, thế nhưng lại cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Hắn như con cá mặn, lần đầu tiên nhận ra nằm dài cũng là một loại tội lỗi. Cả ngày nằm chết từ sáng đến tối, Dịch Phong một mình một kiếm đi ra khỏi Ám Ảnh Đảo, đi đến Phù Thi Sơn Cốc. Phù Thi Sơn Cốc, đây là cái tên do Dịch Phong đặt. Bên trong Phù Thi Sơn Cốc, Dịch Phong bắt đầu vung kiếm chém như một cái máy. Vô số ma vật bị hắn tàn sát hết không trở lại gì. Mà những ma vật này không khác gì những thứ hắn giết lần đầu tiên, hình người, đầu hói, tay chân đều gãy hết, đi lại như bốn cái chân nhện, chạy cực nhanh. Đó là nguyên nhân vì sao mà Dịch Phong tự đặt cho nó một cái tên, Ba Ba Quái. Thời gian giết hết giám Ba Ba Quái này kéo dài đến 7 ngày. Qua 7 ngày, giết quái thu hoạch được kinh nghiệm đủ để Dịch Phong tăng được 2 cấp. Ngay khi đang được cảm giác này làm cho cực kỳ điên cuồng, thì Dịch Phong phát hiện ra quái vật trong Phù Thi Sơn Cốc ít đi. Điều này khiến hắn không thể không tiếp tục dụ quái. Chạy quanh toàn bộ Phù Thi Sơn Cốc một vòng lớn, thu hút vô số cừu hận của ma vật, khó khăn lắm mới đủ cho Dịch Phong chém thêm nửa khắc. Sau nửa khắc chém giết, Dịch Phong không còn cách nào khác ngoài tiếp tục dụ quái. Nhưng mỗi lần dụ quái đều ít hơn lần trước, không còn cảm giác thoải mái vui vẻ tràn trề như ban đầu. Đồng thời Dịch Phong cũng phát hiện, vì bản thân mình tăng cấp càng cao, điểm kinh nghiệm khi giết Ba Ba Quái càng ít. Mà trong lúc Dịch Phong đang treo máy tập trung giết quái ở đây, thì trong đại điện Trừ Ma Liên Minh, tụ họp đầy người. Ô trước mặt bọn họ, đang bày ra một cái xác chết. Khuôn mặt khối thi thể này dữ tợn, không có lông tóc, chân tay đều gãy hết, nằm đó như bốn cái chân nhện. Ma vật này cực kỳ mạnh, vô cùng mạnh. Bên cạnh, vẻ mặt Trần Hiền và Hoang Trấn nghiêm túc, vừa nghĩ đến đã thấy kinh hãi, cùng nhau nhấn mạnh trọng điểm. Lúc nhận được thông báo, chúng ta vốn cho rằng chỉ là ma vật cấp chân tiên bình thường, đến nơi mới biết sự lợi hại của nó. Tóm lại hai chúng ta đơn đả độc tấu cũng không phải là đối thủ của nó, liên thủ với nhau rồi dùng đủ loại đan dược mới miễn cưỡng mài chết nó. Nghe vậy, mắt thường cũng nhìn ra sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Phải biết rằng, Trần Hiền và Hoang Trấn chính là thủ biên nhân thâm niên, toàn bộ cửu giới chỉ được vài trăm người đủ tư cách. Mà giờ đây một con ma vật tùy tiện xuất hiện, phải để Trần Hiền và Hoang Trấn liên thủ với nhau mới đánh bại được. Bây giờ xem ra, hình hình vô cùng nghiêm trọng. Với tư cách là minh chủ đời thứ nhất của Trừ Ma Liên Minh, sắc mặt Trận Lão nghiêm túc nói, mà có khi đây là ma vật mạnh nhất chúng ta phát hiện cho đến nay. Hy vọng số lượng bọn chúng không quá nhiều. Mọi người trong đại sảnh đều im lặng, nhưng sương mù trên mặt không cách nào tiêu tán. Sương đen kia phủ đầy nơi bọn họ không cách nào đặt chân đến. Do đó bọn họ chỉ còn cách thông qua việc đánh giết đám ma vật trốn chạy ra ngoài để biết được rốt cuộc có bao nhiêu loại ma vật tồn tại. Nhưng mà bên trong màn sương đen, bao nhiêu loại ma vật này, bọn họ hoàn toàn không biết rõ. Thậm chí càng không biết được có xuất hiện ma vật mạnh hơn rất nhiều hay không. Bẩm báo. Đúng lúc này, có người truyền cấp báo. Báo cáo minh chủ, các vị trưởng lão, từ phía linh giới thoát ra một kiểu ma vật mới, giờ nó đã đến Linh Thiên Châu tiên giới. Tông môn cấp 1 thiên hải môn của tiên giới đã đến chặn hết, suýt chút nữa đã bị giết sạch. Thực lực của ma vật này đã vượt ngoài phạm vi giải quyết của tông môn cấp 1. Do đó mới đặc biệt mời tổng bộ liên minh đến tiếp viện trừ ma. Cái gì? Vẻ mặt vốn đã ngưng trọng của đám người Trận Lão càng thêm âm trầm. Quả nhiên san bằng được một lớp, lớp khác lại lên. Nói mau, dáng dấp ma vậy kia như thế nào? Có giống cái này không? Trần Hiền vội hỏi. Nhân viên báo cáo nhìn thoáng xung quanh, vội vàng lắc đầu nói, theo như hình ảnh tông môn truyền đến, ma vật kia không giống thứ này. Cụ thể như sao, mời các vị xem thử. Sau đó nhân viên báo cáo lấy ngọc giản ra, tiên nguyên bắt đầu phun trào, một hình ảnh hiện ra trước mắt mọi người. Rất nhanh đã thấy hình ảnh của một ma vật, diện mạo dữ tợn, đặc biệt là thân thể cồng kềnh và tứ chi vô cùng lớn. Lại là loại mới. Sắc mặt Trận Lão nghiêm túc. Thế lực cấp 1, thế nhưng có ít cao thủ chân tiên bậc cao trấn giữ, ma vật này có thể dễ dàng tiêu diệt một tông môn cấp 1. Có thể thấy rõ thực lực của nó ít nhất ngang hàng với ma vật trước mắt.
thậm chí còn cao hơn. Chương 1072, Mông Đa Thú, 2. Hùng Thiên, ngươi dẫn người đóng giữ liên minh, những người còn lại theo ta chạy đến Linh Tiên Châu. Trận lão lập tức hạ lệnh, sau đó đưa cao thủ ngựa không ngừng vó chạy đến Linh Tiên Châu. Trong mắt toàn bộ cửu giới đều hướng về Linh Tiên Châu. Sau khi trừ ma liên minh đến nơi, mới bắt đầu chiến đấu với ma vật kia. Cuộc chiến lần này làm cho tâm tư của cả cửu giới rơi xuống đáy vực. Vượt qua 20 tên cao thủ chân tiên tầng thứ 20 bao vây tấn công, ma vậy kia không những không chết, ngược lại chỉ cần tùy tiện tung một chiêu đã đánh bại hơn một nửa đám cao thủ này. Trừ ma liên minh rút ra kết luận, thực lực của ma vật này đã vượt qua tầng 40. Tin này vừa lan ra, đã làm cho toàn bộ cửu giới hoang mang mờ mịt. Cấp độ thực lực của loại này thật sự quá kinh khủng. Bởi vì toàn bộ trừ ma liên minh, không một ai có thực lực vượt qua tầng 40. Vì để giảm thiểu tổn thất, trừ ma liên minh lần lượt dùng trận pháp, bao vây tấn công, đặt đủ loại cạm bẫy để tiêu diệt con ma vật chạy trốn này. Nhưng vẫn y nguyên không hề có hiệu quả, chỉ làm ma vật này bị thương cực kỳ nhẹ mà thôi. Trung Thiên Thành, nơi đây gần ám ảnh đảo nhất, thành trì này còn đang hoạt động. Dịch Phong ngồi trong khách điếm đầy áp người, thưởng thức chút rượu, nghe mọi người xôn xao bàn tán, nhíu mày thật sâu. Tầng 40, thứ đồ chơi này, dù có chuyện gì thì bản thân mình cũng không nên đụng tới. Thế mà chỉ cao hơn hắn có 7 tầng, đụng vào ngay cả mạng nhỏ cũng không còn. Xem ra mình vẫn nên chém giết ba quái, cùng lắm tìm con nào cao hơn ba quái một chút cũng được. Sau đó vừa đánh vừa trích yên ổn thăng cấp, như vậy mới là vương đạo. Dịch Phong nhìn bầu trời sắp tối đen, nhanh chóng cưỡi ngựa trở về. Đợi đến khi bầu trời phía sau tối mù, Dịch Phong lại một mình một kiếm xuất phát. Lúc này, hắn không đi Phù Thi Sơn Cốc, mà lựa nơi khác tìm quái mới để đánh giết, bởi vì hắn hiểu rõ đạo lý làm người. Nói không chừng ba quái ở Phù Thi Sơn Cốc kia nuông dưỡng dần dần, biến thêm càng nhiều, sau này còn có thể đến đó cắt rau hẹ luôn một lần. Vốn dĩ hắn tính tìm vài con ba quái khác, nhưng trên đường lại đụng phải một ma vật. Loại ma vật này Dịch Phong chưa thấy qua bao giờ. Thân hình nó to lớn, tứ chi cồng kềnh, nhưng thực lực và tốc độ chỉ nhanh hơn ba quái một chút. Chém vài đường kiếm đơn giản, ma vật này lập tức bị chẻ thành từng mảnh. Con quái này mạnh hơn ba quái một chút, với lại còn kiếm được nhiều kinh nghiệm hơn ba quái. Nếu có thể đến nơi tụ tập của thứ đồ chơi này, giết được mấy trăm ngàn con càng tốt. Dịch Phong nhấc một cái chân cồng kềnh lên, đánh giá, dáng vẻ cồng kềnh này làm hắn lập tức nhớ đến thứ gì đó, cầm lòng không được đặt tên nó là Mông Đa Thú. Đúng lúc này, không gian trong ngọc giản chớp động. Hắn mở chữ vật chỉ lấy khối ngọc giản ra. Khối ngọc giản này được Dịch Phong mua ở trong Trung Thiên Thành, chính là thương hội lớn nhất tiên giới, là sản phẩm của Thanh Thiên Bạch Ngọc Lâu. Ai mà mua được, sẽ là người đầu tiên biết ma vật lén chạy trốn đến đâu và trực tiếp nghe được tin tức từ các giới khác. Nói trắng ra, thứ đồ chơi này không khác gì món đồ cố vấn và truyền tin kiếp trước. Dịch Phong thấy rất thuận tiện, bản thân ôm khoản tiền 50 vạn cũng mua một cái. Giờ phút này, trong ngọc giản xuất hiện tin tức, trừ ma liên minh lại vây chặt ma vật chân tiên tầng 40 kia thêm lần nữa. Kế hoạch bao vây thất bại, 10 vị đại trưởng lão tổn hại 2 người, trận lão minh chủ cũng bị thương nặng. Chà, ma vật này khủng khiếp thật, ta vẫn nên giết mấy con Mông Đa Thú mạnh hơn ba quái một chút vậy. Dịch Phong dùng mình một cái, ném cái chân cồng kềnh trong tay đi, lặng lẽ theo dõi một con Mông Đa Thú khác chạy trốn, đi theo một đường đến xào huyệt của chúng. Đây là một bãi tha ma cực lớn, trước đây từng xảy ra tông môn đại chiến, hài cốt nhiều không đếm hết. Dịch Phong nhìn thấy, ở nơi này có vô số con Mông Đa Thú đang cúi đầu gặm cắn xương người đào bới từ trong bùn đất lên, số lượng còn nhiều hơn ba quái trong Phù Thi Sơn Cốc. Khóe miệng Dịch Phong không nhịn được kéo cao lên trời, như nhìn thấy vô số điểm kinh nghiệm đang vẫy chào với hắn. Một người một kiếm vọt thẳng vào. Nghe thấy động tĩnh, vô số Mông Đa Thú lao về phía Dịch Phong, vung kiếm, lại vung kiếm, keng 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 keng. Hệ thống trong đầu không ngừng truyền đến âm thanh, khiến cho Dịch Phong tiến vào trạng thái điên cuồng rất nhanh. Thoải mái, cực kỳ sảng khoái, Dịch Phong chém giết vô cùng nhuần nhuyễn, phải nói là cực kỳ vui sướng. Đêm xuống, tổng cộng chém chết hơn 3 vạn con Mông Đa Thú,
sơ sơ cũng đủ cho bản thân tăng được nửa cấp. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1073, Cùng Đi Đi, 1. Lúc này Dịch Phong mới kéo thân thể mệt mỏi trở về ám ảnh đảo. Sau khi ăn uống no đủ, ngủ được một giấc lại đứng lên, tắm rửa một cái. Nhìn bản thân mình trong gương, sinh ra tự tin khó hiểu. Thật đẹp trai. Đợi đến khi trời tối, Dịch Phong lại đến chỗ Mông Đa Thú tụ tập, đến Loạn Thi Cương. Tất nhiên Loạn Thi Cương là cái tên Dịch Phong mới đặt cho nơi đó. Đến nỗi Dịch Phong còn làm một tấm bản đồ. Nhà, ám ảnh đảo, phù thi sơn cốc, ba ba quái, Loạn Thi Cương, Mông Ba Thú. Dịch Phong đánh dấu lên, như vậy mới thuận tiện cho mình có thể tìm nhiều quái hơn. Một đêm này, Dịch Phong giết thêm được 30.000 con Mông Đa Thú. Mà ngay khi Dịch Phong giết xong 30.000 con Mông Đa Thú, bên trong Linh Tiên Châu còn đang khổ chiến. Dưới sự dẫn dắt của Trừ Ma Liên Minh, cao thủ và các lão tổ cấp 1 của Liên Minh liên thủ với nhau, từng đợt rồi lại từng đợt tấn công chiến đấu với con ma vật tứ chi cồng kềnh kia. Nhưng vẫn không có cách nào đối phó với con ma vật tứ chi cồng kềnh như trước. Trận lão, tiếp tục phải làm cách nào mới tốt đây? Hùng Thiên đang đóng giữ ở Liên Minh không thể không chạy đến tiếp viện, giúp trận lão trọng thương chưa khỏi san sẻ gánh nặng, sắc mặt khó coi nói. Trước sức mạnh tuyệt đối như vậy, tất cả các cạm bẫy và mưu kế đều như không. Trận lão chống quải trượng, vẻ mặt bất lực. Nếu như chỉ vẻn vẹn một con ma vật này thôi, toàn bộ cửu giới đồng tâm hiệp lực, có thể từ từ mà chết. Mấu chốt là bốn vùng bị chiếm đóng bên trong, không biết còn ẩn núp bao nhiêu ma vật. Dĩ nhiên, chuyện này còn chưa làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng nhất là, bọn hắn tuy đã bao vây bốn mảnh đất bị xương đen chiếm đóng kia, nhưng đây chỉ là tạm thời. Thử hỏi một chút, ngay cả bát đại chí tôn sáng lập tám giới để lại giới tường kia còn không thể ngăn được màn xương đen này. Hậu bối bọn hắn cao nhất cũng chỉ hơn chân tiên tầng 30, làm sao có thể ngăn chặn màn xương đen này lan, tràn. Báo đúng lúc này, một gã phụ trách phong tỏa linh giới bay từ hướng linh giới tới. Thấy thế, trong lòng trận lão lập tức xuất hiện dự cảm không lành. Quả nhiên, còn chưa đợi lão hỏi, nam tử kia đã hô lên bằng âm thanh xen lẫn tiên nguyên, khởi bẩm minh chủ, bên trong linh giới phát sinh động tĩnh rất lớn, dường như có vật gì đó sắp lao ra. Cái gì? Trong lòng trận lão lục bộp một tiếng, lập tức hạ lệnh. Đi, lập tức cùng ta đi xem sao. Linh Tiên Châu vốn nối liền với linh giới, khoảng cách cũng không xa. Ma vật chân tiên tầng 40 trước kia cũng chạy ra từ linh giới, nên giờ mới trốn ở Linh Tiên Châu. Không lâu sau, đám người Trừ Ma Liên Minh đã chạy đến biên giới linh giới. Vừa đến biên giới, đám người trận lão cảm nhận rõ những gì nam tử phía trước nói không sai. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng bên trong linh giới có một luồng dao động cực lớn đang di chuyển với tốc độ cao, đang áp sát về phía bọn họ. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng chỉ riêng động tĩnh kia cũng đủ cho mọi người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Mọi người ở đây đều im lặng, sắc mặt u ám thâm trầm đến nỗi có thể tích thành nước chảy xuống. Trong lòng nhịn không được suy đoán, rốt cuộc đây là thứ gì? Là sức mạnh chưa từng biết đến sao? Nếu đây là ma vật, với tốc độ nhanh thế này, thì thực lực sẽ như thế nào nữa đây? Chỉ chờ trong thời gian ngắn, mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, động tĩnh bên trong linh giới càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tí tách, không ít người bắt đầy chảy mồ hôi lạnh. Trận lão cũng nắm chặt quải trượng, trong thân thể gầy gò ốm yếu, tỉnh nguyên rồi rào điên cuồng phun trào lên. Ầm, một tiếng nổ vang, mọi người cảm thấy tế dại một trận. Một thứ khổng lồ từ linh giới xông ra, xuất hiện trên bầu trời, tạo thành một bóng dâm lớn dưới mặt đất. Đám người liên minh đứng dưới đất, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhất thời kinh hãi không thôi. Bởi vì thứ từ linh giới lao ra này, không phải là ma vật, cũng không phải lực lượng nào khác, mà là một chiếc linh thuyền khổng lồ. Quanh thần linh thuyền là màu đồng cổ, toàn thân được điêu khắc phù văn bùa chú lít nha lít nhít, hình dáng tinh xảo không cần phải nói, thiết kế còn rất hoàn mỹ. Bên cạnh còn có nhiều cửa động đen kịt, lóe ra tia sáng lập lòe dày đặc, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể phóng ra công kích mạnh bạo làm người ta khiếp sợ không thôi. Như này, sao lại như thế này? Hùng Thiên bắt đầu nói lắp, kinh hãi hỏi, không phải nơi nào của linh giới cũng bị xương đen bao phủ sao?
sao lại có một chiếc linh thuyền từ trong đó bay ra được chứ? Trận lão há to miệng, trên khuôn mặt già nua cũng đầy kinh hãi, với kiến thức của hắn cũng hoàn toàn không biết giải thích làm sao. Nhìn đi, trên boong thuyền có người kìa. Tăng Hiền chỉ vào linh thuyền trên không hô lên. Chương 1074, cùng đi đi, 2. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên chiếc linh thuyền kia có hơn 10 nam nữ, trẻ tuổi đứng sừng sững. Đúng lúc này, dưới linh thuyền, một con ma vật tứ chi cồng kềnh xuất hiện. Chính là thứ mà đám người trận lão nghĩ biết bao biện pháp cũng không tiêu diệt được, có lẽ nghe thấy động tĩnh của linh thuyền nên mới chạy đến đây. Ma vật xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của đám người kia. Trong đó có một thanh niên áo bào trắng, hơi động mắt một chút, cứ thế đạp từng bước trên bầu trời, mặt đất co rút lại thong dong đi xuống. Ánh mắt chán ghét nhìn ma vật, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nâng lên. Liên thấy một tia sáng từ xa xuyên thẳng vào. Sau đó đám người trận lão kinh hãi chứng kiến, thứ ma vật làm bọn hắn và cửu giới bất lực lại bị một ngón tay của thanh niên này xuyên thủng. Cái gì? Đám người trận lão trừng to hai mắt, da đầu run rẩy tế dại không thôi. Một màn này trước mắt làm nhận thức của bọn họ có phần bị phá vỡ. Giết chết chân tiên tầng 40 chỉ bằng một ngón tay, chuyện này trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Những người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh như thế? Trong lúc bọn họ đang kinh hãi, liền phát hiện ra một luồng thần niệm mạnh mẽ từ trên người thanh niên này phóng ra. Sau đó, ánh mắt thanh niên dừng trên người trận lão bọn hắn. Tại hạ là Bạch Tuấn, không biết trong các vị ai làm chủ, mời lên linh thuyền tụ họp một chút. Thanh niên nói xong, đã về linh thuyền trước. Trận lão, ý của bọn hắn là sao? Hùng Thiên hỏi, có đi hay không? Trận lão suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ gật gật đầu. Trận lão nên cân nhắc thêm đã. Trần Hiền vội nói, ngộ nhỡ lừa đảo gây bất lợi cho ngài thì sao? Cũng không hẳn lừa đảo gì, nếu bọn hắn thực sự muốn ra tay với chúng ta, ngươi nghĩ bọn họ cần phải làm chuyện thừa thải này sao? Trận lão nói, lông mày nhíu chặt, lúc này đây trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc. Trận lão, xem ra ta nên đi cùng với ngươi. Hùng Thiên nói, đừng, hay cứ để ta và Trần Hiền đi cùng trận lão đi. Hoang Trấn nói, ngộ nhỡ có chuyện gì thì trừ Ma Liên Minh còn có Hùng Thiên đại ca chống đỡ. Thế nhưng, trong lúc mọi người ở đây bất phân thắng bại, một đạo truyền âm trực tiếp truyền đến tai mọi người. Cùng đi đi, tiểu tử này nghe lén chúng ta nói chuyện. Hoang Trấn lập tức nổi giận đùng đùng, không được nói bậy. Trận lão vội vàng quát lại, nói, sức mạnh vi tôn, với thực lực của đối phương, sợ rằng chúng ta còn phải gọi một tiếng tiền bối. Nếu muốn biết chúng ta nói gì chỉ cần một câu thần niệm. Đối phương đã mời, mọi người cùng theo luôn đi. Trận lão chống quải trượng đi trước. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu đối phương muốn gây khó dễ cho bọn hắn, thì có lên hay không lên linh thuyền, kết quả cũng như nhau. Đảm người trừ ma liên minh, từng bước đi theo trận lão, từng bước lên linh thuyền. Sau khi lên thuyền, đám người trận lão tụng quanh một chỗ, đánh giá mọi người. Hơn 10 nam nữ trẻ tuổi trước mắt, làm bọn hắn không nhìn ra chút nội tình nào. Càng kinh hãi hơn chính là mấy tên hộ vệ đứng cạnh cũng làm bọn hắn cảm thấy sâu không lường được. Các ngươi là người ngoại vực? Ánh mắt đục ngầu của trận lão khẽ động, hỏi. Ngoại vực? Ngoại trừ Bạch Tuấn ra, hơn 10 thanh niên nam nữ còn lại trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, trực tiếp hừ lạnh đi qua một bên. Ngoại vực là các ngươi nói sai rồi. Bạch Tuấn mặt không gợn sóng, từ tốn hỏi, chúng ta vốn là người cùng một thế giới, sao lại nói là ngoại vực? Trận lão nhướng mày, chắp hai tay lên. Vị tiền bối này, lời này của ngươi chắc là nói đùa. Cửu giới chúng ta và vô số các cấp bậc địa vị thấp hơn khác tạo thành một giới, từ xưa đến nay vốn đã như vậy. Trận lão nói như đinh chặt sắt, đồng thời trong lòng cũng sáng tỏ, e rằng đây chính là người ngoại vực trong truyền thuyết. Bạch Tuấn không nhiều lời, bàn tay vung lên. Tiên nguyên bắt đầu phun trào xuống, một hình ảnh hiện ra trước mặt trận lão. Trong hình, một quả cầu nâu xanh đan xen xoay quanh trong không gian. Đây là tinh cầu, là thế giới của chúng ta, ngươi nhìn xem màu vàng đất chính là lục địa, màu xanh là đại dương. Bạch Tuấn chỉ vào một điểm trên khối đại lục. Mà các ngươi, bàn tay Bạch Tuấn lại hơi điểm nhẹ, dừng ở lục địa nơi gần biển. Vị trí của các ngươi chính là nơi này, một hòn đảo nhỏ. Nói xong, Bạch Tuấn tự rót cho mình một chén trà, nhâm nhi thưởng thức.
mà đám người Trận Lão trợn tròn mắt, cả đám đều rơi vào trạng thái không bình tĩnh nổi. Bởi vì lời nói của thanh niên này quả thật làm tam quan của bọn hắn sụp đổ. Thế giới của bọn hắn cơ bản không phải là thế giới, mà thế giới này thật sự chỉ là một hòn đảo. Chuyện này làm sao có thể được? Mọi người đều lắc đầu, xôn xao bàn tán không thể tin được. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1075, tam quan sụp đổ. Ngươi đừng có mà mê hoặc chúng ta, nói mau, rốt cuộc các ngươi đến nơi này làm gì? Hoang Chấn không nhịn được lớn tiếng quát. Động tác uống trà của Bạch Tuấn có hơi dừng lại, chén trà trong tay vung lên, Hoang Chấn hét thảm một tiếng, nháy mắt bị đánh bay khỏi linh thuyền. Ta không thích nghe người khác la lối to tiếng với ta. Hắn đáng lẽ bị xử tử, nhưng mà còn phải nói chuyện yên ổn tiếp, nên tha cho hắn một mạng. Tất nhiên, ta chưa bao giờ ra tay vô ích. Bạch Tuấn mặt không biểu tình nói, cầm một cái chữ vật chỉ trong tay, chính là của Hoang Chấn. Hắn tùy tiện lau ấn ký của Hoang Chấn đi, mở ra. Hắn cau mày, vừa kiểm kê đủ loại vật phẩm, vừa lộ vẻ khinh thường. Trong mắt bọn họ đây chính là bảo vật, vậy mà bị hắn mặt không biểu tình tùy tiện hủy hết. Cuối cùng, hắn không nhịn được hủy hết toàn bộ đồ vật trong chữ giới chỉ để lại một quyển Cửu Giới Thông. Hắn vừa rót thêm chén trà, vừa lật ra đọc. Nghe tin Hoang Chấn không bị gì, bám người Trận Lão mới an tâm không ít. Nhìn thấy Bạch Tuấn hủy từng cái hết sạch những thứ Hoang Chấn cất giấu được, cộng thêm ngữ khí khi hắn nói, làm bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế nhưng trước sức mạnh tuyệt đối ấy, bọn hắn có oán cũng không dám nói. Nhìn thoáng hình ảnh còn chưa biến mất, tâm trạng mọi người khó mà yên lòng, trong lòng không cách nào tin tưởng những gì Bạch Tuấn đã nói. Xin hỏi, thực lực của ngươi là gì? Trận Lão hỏi sang chuyện khác. Bạch Tuấn quay mặt nâng cuốn sách đang đọc lên, chậm rãi nói, dựa theo cách nói của các ngươi, ta hẳn đã vượt qua chân tiên tầng 99. Cái gì? Lần này, bọn hắn kinh hãi đến mức cầm muốn rớt xuống, Trận Lão phải dùng quải trượng chống đỡ cơ thể đang run rẩy. Ngươi, là thần sao? Trận Lão hoảng sợ hỏi. Bạch Tuấn cười, lần đầu thấy hắn cười, nhìn lại bức ảnh kia chút đi, bên ngoài tinh cầu còn có tinh cầu khác. Đám người Trận Lão nhìn về phía bức ảnh, quả thực, bên ngoài tinh cầu còn có vô số những tinh cầu khác. Những tinh cầu này chính là những vì sao mà ban đêm các ngươi nhìn thấy. Mà bên ngoài những vì sao đó là vũ trụ. Nói đến đây, Bạch Tuấn khép sách lại, ngẩng mặt về phía trời cao. Mà thần, ở vũ trụ bỉ ngạn. Những người trong tinh cầu chúng ta, ai dám xưng thần, ai xứng đáng làm thần. Còn việc các ngươi gọi là chân tiên tầng 99, không bằng một cái rắm, thậm chí thứ các ngươi gọi là hệ thống tu luyện, e rằng cũng do các ngươi tự cho là đúng mà thôi. Vừa dứt lời, đám người Trận Lão nghe như sét đánh ngang tai. Lần này lại lật đổ nhận thức vốn có của bọn hắn thêm lần nữa. Không có khả năng, không thể có khả năng này. Trận Lão lắc đầu nói, cửu giới chúng ta do Bát Đại Chí Tôn tạo nên, hệ thống tu luyện cũng từ Bát Đại Chí Tôn truyền lại tới ngày nay. Mà sau chân tiên tầng 99, chính là trở thành thần, đây là những gì mà chúng ta từ nhỏ đã được biết, thế sao ngươi lại nói như vậy? Bát Đại Chí Tôn, Lâm Kiêu, Trần Vũ, Bạch Tuấn lại mở sách ra, ngón tay chỉ một chút, lầm nhầm nói, những cái tên này rất quen, hóa ra là bọn chúng. Nếu chúng ta đoán không nhầm, chẳng qua các ngươi bị bọn hắn cầm tù mà thôi. Còn về mục đích, với thực lực của bọn họ, điều mà bọn chúng cần chính là sức mạnh tín ngưỡng của các ngươi. Bị cầm tù, sắc mặt Trận Lão trắng bệch như bị sét đánh. Người khác cũng không thể tin được, thế nhưng mọi người ở đây cũng không phải kẻ ngốc. Chuyện này không có lửa thì sao có khói, bằng không đám người Bạch Tuấn này đang yên đang lành nói cho bọn hắn chuyện này làm gì. Nhất thời, tâm bọn hắn loạn như ma. Một bên là nhận thức sâu tận xương tủy từ nhỏ đến lớn. Nhưng một bên khác, lời nói Bạch Tuấn trước mặt bọn hắn tìm không ra sơ hở nào. Nếu các ngươi vẫn không tin, sao không suy xét lại một chút, vì sao chúng ta nói chuyện cùng một ngôn ngữ với các ngươi? Bạch Tuấn thong thả hỏi. Lời này vừa nói ra, nháy mắt đã khiến đám người Trận Lão giật mình tại chỗ, nghĩ kỹ cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải cùng một thế giới, sao lại nói ngôn ngữ giống nhau được?
Không không không, sao lại có thể như vậy? Trong lòng đám người Trận Lão khó mà yên được, cảm giác niềm tin và tín ngưỡng của mình bị bóp chết, trong lòng chịu đả kích cực lớn. Bạch Tuấn, làm nhảm với bọn chúng nhiều như vậy, rồi có tin hay không? Lúc này, một thanh niên khác đi tới, không nhịn được nói, chúng ta tới nơi này là tìm kiếm lãnh địa, chứ không phải đến để phổ cập kiến thức cho đám ếch ngồi đáy giếng này. Nói xong, thanh niên kia nhìn về phía Trận Lão, không cho từ chối nói, từ giờ trở đi, vùng đất chưa bị ai chiếm đóng này sẽ do chúng ta tiếp quản. Các ngươi là thổ dân, có thể chia nhỏ mảnh đất ra, tạo điều kiện cho các ngươi sinh sống, các ngươi phải đồng ý vô điều kiện. Chương 1076, tất cả những gì các ngươi biết, 1. Không được, sắc mặt Trận Lão phát lạnh, đây không phải là xâm lược trắng trợn sao? Không được, lão đầu, ngươi chưa rõ tình huống sao? Thanh niên kia cười lạnh nói, cả cửu giới các ngươi hợp lại, e rằng cũng không đánh bại được đám ma vật cấp thấp kia, sức mạnh đâu ra để các ngươi cự tuyệt, lấy cái gì mà cự tuyệt? Ngươi, vẻ mặt đám người Hùng Thiên đầy dữ tợn, mắt nhìn chòng chọc vào thanh niên đang nói chuyện. Triệu cô, ngươi cần gì phải nôn nóng như vậy? Bạch Tuấn đứng cạnh thong thả nói, muốn thay đổi nhận thức trong lòng bọn hắn, thì cần phải kiên nhẫn, không bằng uống một chén trà đi. Hừ, Bạch Tuấn ngươi không cần làm bộ dáng âm dương quái khí ở trước mặt ta, ngươi đã có kiên nhẫn thì cứ tiếp tục lôi kéo với bọn hắn, còn ta không rảnh. Triệu cô hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ, không bằng để ta xem xét xung quanh nơi này một chút, biết đâu phát hiện được thứ gì tốt. Nói xong, Triệu cô dương miệng cười, sau đó bay thẳng ra ngoài linh thuyền. Đám thanh niên nam nữ còn lại thấy thế, cũng theo sau Triệu cô, ồn ào bay ra ngoài. Chậc chậc, nơi này quá kém. Nếu ta đánh một chưởng xuống đây, có khi bay mất một mảnh lớn. Ha ha, vậy ngươi thử một cái xem. Có điều không khí nơi này trong lành thật. Ta mặc kệ không khí trong lành thế nào, chỉ muốn nhìn xem có cái lò nào hữu dụng hay không. Đám người Trận Lão nghe xong, mặt mày nôn nóng, muốn tới ngăn, nhưng với thực lực của bọn họ đừng nói ngăn, ngay cả lần theo dấu vết còn không đến nơi đến chốn, đám người Triệu cô đã biến mất không tăm tích. Các ngươi không cần sốt ruột đâu, bởi vì các ngươi có muốn ngăn cũng không ngăn được. Bạch Tuấn lạnh nhạt nói, các ngươi, rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Trận Lão trầm mặt hỏi, ta nói, yên tâm đừng nóng này. Bạch Tuấn lại ngâm trà, đồng thời từ tốn mạch lạc nói, con người ta không giống bọn hắn, rất kiên nhẫn. Cho nên mới ở lại, ta sẽ một năm một mười giải quyết nghi ngờ của các ngươi. Đám người Trận Lão nhìn về phía hắn. Đầu tiên phải nói sơ với các ngươi, cảnh giới chân, chính. Cảnh giới thật sự được chia thành ngũ nhân cảnh, sau ngũ nhân cảnh là cửu kiếp cảnh, sau cửu kiếp cảnh là đạo cảnh. Nhâm nhì hớp nước trà, Bạch Tuấn lại mở quyển cửu giới thông ra. Ngũ nhân cảnh, trải qua rèn luyện xác thịt cơ bản thì phía sau là ngũ nhân cảnh. Ngũ nhân cảnh tổng cộng chia thành 5 cảnh giới. Nhìn chung theo nhận thức của các ngươi thì toàn bộ ngũ nhân cảnh này đơn giản chính là những cảnh giới trước cảnh giới chân tiên, cái này ta không thể khái quát hết được. Cửu kiếp cảnh, tổng cộng có 9 tầng kiếp cảnh. Cảnh giới nhân tiên đến huyền tiên của các ngươi, đại khái chính là mở rộng của nhất kiếp cảnh. Các ngươi gọi huyền tiên cửu chuyển kiếp nạn, kỳ thực chỉ là một tầng tiểu kiếp của nhất kiếp cảnh. Mà nhị kiếp cảnh nói chung là từ huyền tiên cảnh đến chân tiên tầng 99 của các ngươi. Thứ các ngươi gọi là thần chỉ kiếp nạn của chân tiên tầng 99, thật ra chỉ là kiếp nạn của nhị kiếp cảnh mà thôi. Mà dựa theo hệ thống tu vi của các ngươi, chỉ tới nhị kiếp cảnh thôi, trong mắt các ngươi tam kiếp cảnh sẽ gọi là thần. Nói đến đây, Bạch Tuấn ý vị thâm trường cười một tiếng. Sau kiếp cảnh là đạo cảnh có 4 tầng, xúc đạo, dung đạo, hợp đạo, chứng đạo. Cảnh giới cỡ này, ta cũng không cần giải thích nhiều với các ngươi, dù sao cũng quá xa xôi so với các ngươi. Nghe Bạch Tuấn giới thiệu xong, cả đám Trận Lão Hùng Thiên như đang nằm mơ. Vẻ mặt không thể tin nổi, nếu đúng là vậy thì địa vị của bọn hắn quá nhỏ bé. Có tin hay không là chuyện của các ngươi, Bạch Tuấn cười nhạt nói, để nói với các ngươi về nguồn gốc của màn xương đen kia. Là vì một đoạn tay bị ô nhiễm của vũ trụ rơi xuống. Toàn bộ tinh vân, trừ một số địa phương nhỏ, phần lớn đều bị xương đen ăn mòn, Bạch Tuấn từ tốn nói. Chuyện này chúng ta biết, không cần ngươi nhiều lời. Trận Lão ngẩng đầu, phản bác. Bạch Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi biết cũng không có gì bất ngờ,
Nhưng các ngươi có nghĩ tới việc vì sao mình lại biết không? Đám người Trận Lão sửng sốt. Cái này bọn hắn thật sự không biết, chỉ nghe truyền thuyết mà thôi. Chẳng qua là vì chủ tử của các ngươi muốn các ngươi biết mà thôi, Bạch Tuấn từ tốn nói. Còn về nguyên nhân, khó mà nói, có thể là cảm thấy muốn buông tha cho các ngươi, nên mới cho các ngươi biết một chút chân tướng. Không đúng, nếu đúng theo ý ngươi, chẳng phải Đại Bát Chí Tôn còn sống sao? Hùng Thiên bắt được trọng điểm hỏi, cửu giới chúng ta được sáng lập hơn mấy trăm ngàn vạn năm, không lẽ nói bọn họ đã sống hàng ngàn vạn năm? Đâu chỉ có vậy, Bạch Tuấn từ tốn nói, đám người Lâm Kiều Trần Vũ, cho dù toàn bộ Vân Tinh, cũng đều có tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí có thể nói thật với các ngươi, lúc bọn hắn tạo ra cửu giới của các ngươi, chính là dung đạo cảnh. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bác Tại, Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1077, Tất Cả Những Gì Các Ngươi Biết, 2. Mà từ dung đạo cảnh đến hợp đạo cảnh cần sức mạnh tín ngưỡng, đây là vì sao bọn hắn phải tạo ra cửu giới theo lời các ngươi. Vì sao lại xây lên giới tường, chẳng qua cũng vì phong tỏa ém nhẹm mà thôi. Chỉ có điều, mặc dù bọn hắn xây giới tường này lên là lao tù muốn phong tỏa các ngươi, nhưng không thể không nói cái này cũng bảo vệ các ngươi, nếu không nơi này đã sớm bị chiếm đóng. Nói đến đây, Bạch Tuấn khép sách trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía đám người Trận Lão. Lại nói mục đích chúng ta đến nơi này một chút. Vì nguyên nhân bởi xương đen, lãnh thổ và tài nguyên có hạn không đủ cho nhiều người sinh tồn và sinh hoạt, phải tìm nơi khác cung cấp đủ cho mọi người mới là điều quan trọng nhất. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là vậy, 10 năm trước xuất phát, nhờ phong linh thuyền xé màn xương đen vào trong tìm kiếm không mục đích, mãi đến hôm nay mới tìm được các ngươi ở nơi này. Cho nên việc chúng ta đến nơi này, đối với mọi người mà nói, là hai bên cùng có lợi. Chúng ta tìm lãnh thổ mới, còn các ngươi được bảo vệ. Nói xong, Bạch Tuấn nhàn nhạt nhìn Trận Lão. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng đây không phải xâm lược? Trận Lão trầm mặt hỏi. Vậy phải xem các ngươi đã hiểu thế nào? Bạch Tuấn thản nhiên nói. Vậy nếu chúng ta từ chối thì sao? Hùng Thiên trầm giọng hỏi. Các ngươi vô phương cự tuyệt. Bạch Tuấn ngẩng đầu nói. Mặc dù Triệu Cô nói chuyện khó nghe, nhưng nói không sai. Với sức mạnh nhỏ bé của các ngươi, căn bản không chống đỡ được cửu giới. Với phong ấn trận pháp này, chưa tới nửa năm sẽ bị diệt vong. Hơn nữa đám ma vật ta vừa mới giết kia, toàn bộ cao thủ cửu giới các ngươi hợp lại, chỉ sợ mài cũng không chết được một con, chứ đừng nói với số lượng vô cùng vô tận của chúng. Cho nên, không phải chúng ta ép các ngươi, mà là các ngươi không thể không làm theo. Tất nhiên ta cũng như vậy. Tuy mảnh đất này của các ngươi nghèo khổ thiếu thốn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cho con người sống được. Đám người Trận Lão sắc mặt khó coi, nhất thời đứng đây cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Những lời Bạch Tuấn nói với bọn hắn hôm nay, đả kích bọn hắn quá lớn, đến mức ngây người không biết phải tiêu hóa thế nào. Một lúc sau, Trận Lão ngẩng đầu ánh mắt phức tạp hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta đồng ý lời ngươi nói, sau đó sẽ thế nào? Rất đơn giản, Bạch Tuấn nói, chúng ta sẽ xây truyền tống trận, sẽ đưa nửa người từ bên kia truyền tống tới, trực tiếp cư trú ổn định. Mà vì để tiếp nhận nhiều người nhưng không cần thiết phải gây rắc rối, các ngươi chỉ cần tặng 2/3 cửu giới cho chúng ta, mọi người có thể sinh sống bình thường, không liên quan tới nhau. Tất nhiên, chúng ta sẽ xây lại trận pháp ngăn xương đen, đồng thời sẽ có đội ngũ trừ ma đặc biệt, chuyên phụ trách thanh trừ ma vật chạy trốn, bảo vệ sự an toàn của đám người cửu giới các ngươi. Không được. 2/3 địa vực, cửu giới này sẽ không còn là cửu giới nữa. Trận Lão trầm mặt nói. Các ngươi sẽ thay đổi chú ý. Bạch Tuấn cười nhạt một tiếng, cửu giới thông trong tay vung lên hóa thành cho bụi, thi triển cỗ lực. Nơi đám người Trận Lão đang đứng bỗng có cảm giác có một sức mạnh nào đó đẩy họ ra khỏi linh thuyền. Sau khi rơi xuống đất, trong đầu họ liền truyền đến một đạo âm. Ta chờ đám người các ngươi lần sau đến tìm ta. Trong thanh âm mang theo sự tự tin nồng đậm. Chết tiệt. Sắc mặt đám người Trần Hiền âm trầm, gắt gao níu nắm đấm lại, vẻ mặt không cam tâm. Trận Lão, rốt cuộc chúng ta nên làm sao đây? Hùng Thiên không nhịn được hỏi. Về tổng bộ liên minh trước đã rồi nói sau. Vẻ mặt Trận Lão mệt mỏi, cùng đám người thần sắc chán nản rời đi. Ám ảnh đảo. Dịch Phong ngày nghỉ đêm làm,
hoàn toàn không có ý định quan tâm chuyện khác. Cho nên trong nhà, một vò rượu thuốc ngâm để trên cửa sổ, vẫn không ai để ý đến. 1, 2, 3, 4, 4 cái đầu từ trong khe cửa lộ ra. Trong vò rượu, một cái đầu lâu hàm dưới mở ra, tràn đầy xúc động. Thấy thế, bốn thứ kia vội vã lặng lẽ đi từ cửa vào trong. Xịt, cẩu tử dựng móng chó lên, liếc mắt ra hiệu với đám đằng sau. Những người còn lại gật đầu, đi theo cẩu tử đến bên cạnh bình rượu. Làm sao bây giờ cầu ca? Dạ Phong Ngô Công nhỏ giọng thì thầm hỏi. Phải nghĩ cách nhanh đưa đại ca ra khỏi bình rượu cái đã. Vẻ mặt cầu tử ngưng trọng nói. Vậy thì nên làm cách nào đây? Dạ Phong Ngô Công không nhịn được hỏi. Không thì đập vỡ cái vò rượu này đi. Nãi Tề bên cạnh ngu ngơ hỏi. Đập con mẹ ngươi. Cầu tử nhảy dựng lên cho Nãi Tề một đạp, đập lên đầu Nãi Tề. Ngươi nghĩ gì vậy hả? Đây là bình rượu do chính chủ nhân tạo ra, muốn đạp bể, muốn chết người sao? Còn nữa nếu đạp nát vụn rồi sao? Cầu tử dạy dỗ. Chương 1078, địa phương rác rưởi. Ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Nãi Tê gãi đầu, vẻ mặt luống cuống cười cười. Được rồi, được rồi. Dưới mí mắt của chủ nhân mà móc đại ca ra là không thể được. Chỉ còn cách ôm bình rượu đi trước đã. Cầu tử nhỏ giọng thì thầm nói, hai tay ôm lấy bình rượu, chỉ sau nhảy lên, đạp nhẹ xuống đất, lén lút đi ra ngoài. Đi đi nhanh, tranh thủ thời gian đi thôi. Chuồn ra phía sân sau, cầu tử co giò chạy nhanh như bay. Đi đâu đây cầu ca? Linh Vương ở phía trước dò đường, hô lên. Mặc kệ trước đã, chạy xa xa một chút rồi nói sau. Được. Cái đám này nhanh chóng chạy như bay, ngay cả bọn hắn cũng không biết bay bao xa, đi vào bên trong bãi sa mạc. Nơi này được đó, ở đây đi. Cầu tử vội vã hô, sau đó buông bình rượu xuống, bốn đứa vây lại một chỗ, bắt đầu nghĩ cách. Để ta vớt ra. Cầu tử cắn răng, vươn móng vuốt vào trong bình rượu, ôm lấy đầu lâu rút ra ngoài. Nhưng đầu lâu vừa khéo to bằng miệng hũ, nếu cộng thêm hai tay của cầu tử, căn bản không rút ra được. Sau một hồi cố gắng, cầu tử một đầu đầy mồ hôi chịu thua. À, giờ chỉ còn một cách. Dạ Phong Ngô Công một bên nói, chỉ còn cách đổ rượu của chủ nhân ra hết mới có thể đem đầu của đại ca ra. Ý kiến hay. Cầu tử búng tay một cái, nói xong đã làm, bắt đầu rót rượu ra. Nhất thời, quanh bãi sa mạc toàn mùi rượu. Hừ, ở nơi rác rưởi này, một chút đồ vật thú vị cũng không có. Cách đó không xa trên bầu trời, Triệu Cô đập tới đập lui mấy vị tu hành giả trên đường, sắc mặt không kiên nhẫn bay qua. Bỗng nhiên, con mắt hắn khẽ động, một mùi rượu thơm nồng đậm bay thẳng vào trong lỗ mũi. Hửm, rượu này có chút hấp dẫn người khác. Ánh mắt Triệu Cô khẽ động, có chút bất ngờ. Không ngờ đi dạo một vòng lớn ở nơi rác rưởi này, chẳng có món đồ nào khiến hắn ta nhìn chúng lại ngửi được hương rượu thơm ở đây. Quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn ta gia tăng tốc độ đi về phía truyền gia hương rượu, nhanh chóng đuổi đến đó. Sa mạc qua bích, nhóm người cầu tử lại tìm vò rượu đồng thời bắt đầu công việc. Nãi Tề không nói hai lời ôm lấy vò rượu của Dịch Phong bắt đầu đổ. A, cẩn thận, đừng làm rơi, đừng làm rơi, một giọt cũng không được rơi. Trong vò rượu, Lâu Bản Vĩ há hàm trên hàm dưới, cách lớp thủy tinh lớn tiếng quát. Các ngươi đưa ta ra đã đủ để chủ nhân hủy diệt chúng ta. Nếu để hắn biết chúng ta lãng phí rượu mà hắn ủ, với cái kiểu keo kiệt của hắn sẽ khiến chúng ta tan thành mây khói đấy. Được được được, hiểu rồi. Nhóm người Nãi Tề dùng mình, vội vàng gật đầu. Mọi người cẩn thận bắt đầu đổ rượu, mà giữa không trung. Vị khách không mời Triệu Cô đã đến, ánh mắt u ám nhìn nhóm người cầu tử ở sa mạc qua bích. Một con chó, một con rết, một con gấu, còn có một thể linh hồn. Một tổ hợp ba con yêu thú và một linh hồn kỳ quái. Triệu Cô đánh giá, sắc mặt lộ vẻ khinh thường. Có điều rượu này thật sự rất thơm. Hơn nữa nhìn qua giống như dùng đầu người để ngâm. Thú vị, ta thích. Nghĩ đến đây, khí tức trên người Triệu Cô nhàn nhạt lộ ra đồng thời cao ngạo ngẩng đầu. Nè, mấy người các ngươi, cầm vò rượu trong tay các ngươi qua đây. Triệu Cô dùng giọng điệu ra lệnh quát. Bởi vì hắn ta nhận định tổ hợp kỳ quái ba thú một linh thể này hễ cảm nhận được khí tức trên người hắn ta, sẽ ngoan ngoãn nghe lời đưa rượu qua đó. Nãi Tề đang đổ rượu nghe thấy giọng nói bị quấy nhiễu,
Hắn ta sợ rớt một giọt rượu, lòng bàn tay vô thức run rẩy. Tên ngốc từ đâu ra thế? Hắn ta lên tiếng hỏi. Ngươi cứ kệ đi, tập trung đổ rượu. Cầu tử không chút để ý nói, đôi mắt chó hoàn toàn nhìn chằm chằm rượu đang được đổ ra. Ngươi để thấp một chút, cao như vậy rất dễ rơi vãi, con rết ở bên cạnh nói. Từ đầu đến cuối không ai dùng ánh mắt chính diện nhìn Triệu cô. Triệu cô ngơ ngác, lúc phản ứng lại phẫn nộ ngút trời. Một vùng nông thôn, ở nơi thâm sơn cùng cốc, đám rác rưởi ti tiện này thấy hắn ta không quỳ xuống thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám ngó lơ hắn ta. Vậy mà còn nhịn được thì không còn gì có thể nhịn nổi nữa. Muốn chết. Triệu cô vung trưởng, nguyên khí dao động ngưng tụ thành một con rắn xanh, há cái mồm to tấn công qua đó. Con rắn mang theo luồng gió cường hãn thẳng thừng xuyên phá không gian, muốn nuốt chửng phía nhóm người nãi tề. Đối diện với công kích đột nhiên ập đến, nhóm người nãi tề và cầu tử vô thức tránh sang một bên. Nhưng người thì tránh được, còn rượu đang đổ ra lại không thể thu lại ngay lập tức. Bị luồng gió cường hãn kia ảnh hưởng, trụ rượu nghiêng đi chếch ra khỏi miệng vò của vò rượu bên dưới. Khoảng nửa lạng rơi vãi xuống đất. Thấy vậy, ánh mắt nãi tề trợn trừng. Cầu tử run rẩy, linh vương suýt nữa hồn phi phách tán. Con rết hoảng sợ đến rụng mất một chân. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1079, Ngươi Phải Bồi Thường. Hửm, mà Triệu cô tấn công thấy vậy sắc mặt u ám. Tuy đây chỉ là đòn tấn công hắn ta tiện tay tung ra, nhưng không ngờ lại bị mấy con yêu thú kia dễ dàng tránh được. Thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn ta, nhưng mà không biết tại sao. Hắn ta nhạy bén cảm giác không khí có chút không ổn. Không khí dường như có một loại cảm giác ngưng động. Ngay sau đó, nhìn thấy vò rượu trong tay nãi tế có một cái đầu lâu há hàm trên hàm dưới quát mắng. Mẹ nó, muốn chết mà, cứ như vậy mất nửa lạng, nếu để chủ nhân keo kiệt kia biết làm sao được đây. Cầu tử đánh tên kia cho ta, lâu bản vĩ phẫn nộ quát lớn. Triệu cô còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, đỉnh đầu có một bóng đen ập xuống. Một móng vuốt chó khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bốp! Triệu cô không có bất kỳ sức lực phản kháng nào đã bị vuốt chó đánh thẳng xuống đất. Triệu cô bị nên dưới đất trợn to mắt, khóe môi chảy máu, vẻ mặt không thể tin nổi. Làm sao có thể? Ở nơi rác rưởi thâm sơn cùng cốc. Vậy mà hắn ta lại bị móng vuốt chó đánh rơi xuống đất. Tức giận, phẫn nộ. Khí tức mạnh mẽ dâng lên quanh người hắn ta, nhanh chóng vận chuyển sức mạnh kinh mạch trong cơ thể. Tầng mây trên bầu trời dao động, dưới đất cũng khẽ lay chuyển, vô số cát đá thực vật đều bị nghiền thành bụi phấn. Nhất thời, dưới sự ảnh hưởng của hắn ta cả trời đất dường như cũng bị thay đổi. Lúc này hắn ta phẫn nộ, không ai có thể ngăn được. Ta phải bắt đám kiến hôi ti tiện như các ngươi trả giá. Giọng nói lạnh lẽo truyền đến, đòn tấn công mạnh mẽ đang tập trung trong tay Triệu cô. Nhưng vừa dứt lời, cái đầu của nãi tề đột nhiên nhảy ra, rơi thẳng trên đầu hắn ta. Chỉ trong thoáng chốc, khí thế thiên hạ vô địch ban nãy của hắn ta chớp mắt tan biến. Bay ngược ra sau rơi xuống đất, đầu óc ngây ngốc, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Còn chưa phản ứng lại, một cái mông từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống người hắn ta. Cú nên này suýt nữa đè nát lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Bàn tay gấu khổng lồ lại nhấc hắn ta dậy ném lên trời. Cơ thể công kênh của nãi tề lộn ngược ra sau tung cú đá, đạp thẳng hắn ta xuống nền đất. Hắn ta choáng váng còn chưa kịp phản ứng lại, một con rết chui từ dưới đất rút hắn ta lên, hơn 300 bàn tay vung ra đánh hắn ta không còn hình người. Một bên khác, Linh Vương triển khai tấn công tinh thần hắn ta. Cứ như vậy giày xéo nửa canh giờ, ánh mắt Triệu cô mê mang nằm dưới đất, miệng sùi bọt mép, môi khẽ lẩm bẩm. Mẹ ơi, con nhớ nhà. Chớp mắt, đã trôi qua mấy ngày. Trên bãi cát đảo ám ảnh, Lâu Bản Vĩ dẫn theo bốn người cầu tử ngắm nhìn ánh chiều tà khi mặt trời lặn, lười biếng ngồi đó. Dưới chân là năm cái thùng gỗ. Triệu cô đầu to tai lớn mang theo hai quầng thâm mắt quỳ dưới đất, bóp chân cho năm người. Mẹ nó, ngươi chưa ăn cơm sao? Bảo ngươi bóp chân bóp hai ngày cũng chưa xong. Phế vật! Con rết Dạ Phong đạp Triệu Phong bay ra ngoài. Hu hu hu! Triệu cô chảy nước mắt, trong lòng chửi thầm, đại gia, không phải ta chậm.
mà là chân của ngươi vĩnh viễn rửa hết chân này sẽ còn chân khác mà, hu hu. Nhưng mà hắn ta có khổ không dám nói, chỉ có thể tiếp tục bò về ân cần bóp chân. Cầu tử nhìn Lâu Bản Vĩ bên cạnh đeo kính râm không nói gì, sau khi âm thầm nói một câu thật ngầu xong bèn chậm rãi lên tiếng, ca của ta đã nói nửa lạng rượu kia ngươi phải bồi thường. Đương nhiên chúng ta cũng là người nói đạo lý không cần ngươi bồi thường nhiều đâu, ngươi lấy đồ có giá trị đủ nửa lạng rượu là được, ngươi đền xong sẽ thả ngươi đi. Đền đền đền, nhất định sẽ đền. Triệu cô gật đầu như gà con mổ thóc, cuối cùng trong lòng cũng nhìn thấy một chút hy vọng. Chẳng phải chỉ là nửa lạng rượu thôi sao? Với thân phận của hắn ta trong nhà có vô số bảo vật, tùy tiện lấy một món cũng là cấp bậc nghịch thiên còn không đền nổi hai lạng rượu chắc. Biên giới linh giới, con thuyền khổng lồ vẫn luôn xoay chuyển giữa không trung. Đối với người của cửu giới mà nói, nó như một thanh kiếm treo trước ngực mọi người. Sự xuất hiện của nó đã phá vỡ sự yên bình của cửu giới, cũng làm điên đảo nhận thức của người cửu giới. Liên minh tiên giới trừ ma, nhóm người Trận Lão tập trung ở sảnh hội nghị. Bên dưới, Trần Hiền đang báo cáo. Căn cứ vào tình báo của người bên dưới, nhóm người đi cùng Bạch Tuấn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gây ra rất nhiều chuyện ở cửu giới. Ví dụ như thế lực cấp 1 trong Tiên Châu đi cùng thuyền đã bị một người trong nhóm bọn hắn cướp sạch. Tôn nữ duy nhất của lão tổ Mặc Nguyệt Việt giới cũng bị một trên xúc sinh trong số bọn hắn nhìn chúng, cưỡng ép đưa đi. Còn về những việc khác, ta sẽ không nêu ví dụ nữa, tóm lại bọn hắn là một đám ác, ôn ở vào thực lực không chuyện ác nào không làm. Chương 1080, không biết làm sao. Nói xong vẻ mặt Trần Hiền căm ghét, trầm giọng lên tiếng, cho nên Trận Lão tuyệt đối không thể để bọn hắn bước vào cửu giới. Từ đầu đến cuối Trận Lão luôn nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra. Không hề thẳng thắn trả lời, sau khi khựng lại một lúc mới hỏi mọi người, mấy ngày trôi qua mọi người cũng bình tĩnh hơn không ít. Nhất định cũng đã khảo sát không ít thứ, cho nên các ngươi thấy thế nào đối với lời nói của Bạch Tuấn. Nghe vậy trong điện chìm vào yên tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Hùng Thiên ngươi nói suy nghĩ của mình xem Trận Lão gọi tên nói. Vâng. Hùng Thiên sắc mặt khó coi bước ra, sau khi hơi trầm ngâm một lúc mới thổ ra một hơi nói, mấy ngày nay ta đã trở về điều tra không ít tài liệu. Vốn dĩ theo nhận thức của chúng ta, trước khi xây dựng cửu giới thế giới này khẳng định không tồn tại, nhưng ta lại phát hiện một vài ghi chép và truyền thuyết về nền văn minh trước khi cửu giới được xây dựng. Nói cách khác, cửu giới khi trước không phải là một vùng trống trải như chúng ta đã nghĩ mà vốn dĩ đã tồn tại rồi. Đồng thời sau khi cửu giới xây dựng đã lưu lại một vài điển cố, ta thông qua rất nhiều con đường lại điều tra một phen, rất nhiều thứ đều là giả. Nghe đến đây sắc mặt mọi người trong điện đều rất khó coi. Ngươi nói kết quả đi, Trận Lão nói, kết quả lời Bạch Tuấn nói 8/9 là sự thật. Sắc mặt Hùng Thiên khó coi nói, cho dù bản thân ta không muốn thừa nhận chúng ta là một nhóm người bị nuôi nhốt, nhưng không thể không thừa nhận e rằng sự thật chính là như thế. Nhận thức khi trước của chúng ta đều là sai lầm. Hùng Thiên Điện Chủ nói không sai. Trần Hiển cũng bước ra phụ họa nói, ta cũng quay về điều tra không ít tài liệu, giống như hắn ta đã nói. Không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Trận Lão, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi thì sao? Mọi người nghe vậy sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, đáp án bọn hắn có được đều không khác biệt lắm. Bởi vì mọi chuyện thường là như vậy. Khi mọi người không có khái niệm này, họ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ ra chân tướng của sự việc. Mà bây giờ có một điểm cần họ xác minh, kết quả của sự việc trở nên hoàn toàn khác biệt. Dù sao, cho dù bát đại chí tôn viễn cổ mánh khóe thông thiên, nhưng một khu vực rộng lớn như vậy muốn làm đến mức hoàn hảo không lưu lại dấu vết là chuyện không thể nào. Vậy kết quả là những gì Bạch Tuấn nói không phải giả, chúng ta quả thật là người bị nuôi nhốt. Sắc mặt Trận Lão khó coi, tổng kết lại kết quả này. Sau khi trầm ngâm một lúc, Trận Lão lại nói, mấy ngày gần đây ta dẫn theo nhóm người Trần Hiền mang linh dịch từ thánh đàn ở Sơn Mạch Thiên Lan trở về, cố ý đi lại một chuyến trong xương đen. Cái gì? Trận Lão ngài vậy mà, cơ thể ngài thế nào? Mọi người vội, vã sốt ruột hỏi thăm. Có linh dịch, ta không sao cả, Trận Lão phất tay nói. Nghe vậy mọi người mới thở phào một hơi, sau đó vội vã tò mò hỏi, vậy Trận Lão, ngài nhìn thấy gì trong xương đen? Trận Lão cau mày, trên gương mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng, sau đó mới nghiêm nghị nói, ma vật tứ chi mập mạp lần trước, ta phát hiện 3 con trong đó.
Cái gì? Trận lão vừa nói xong, toàn trường xôn xao. Ta chỉ đi trong một khu vực nhỏ thôi, nếu là trong cả xương đen e rằng cũng như Bạch Tuấn nói, số lượng không thể đếm xuể. Trận lão lại nói. Lời nói của trận lão như sét đánh giữa trời quang lên đỉnh đầu mọi người, ai nấy sắc mặt uể oải, thậm chí có người mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế. Tin tức này đại diện cho điều gì? Đại diện cho bọn hắn không thể không chấp nhận đề của nhóm Bạch Tuấn. Nửa tháng sau, trong con thuyền lơ lửng trên không cạnh linh giới, Bạch Tuấn mặc áo bào trắng nhìn nhóm người trận lão, không chút bất ngờ. Nghĩ kỹ rồi à? Bạch Tuấn hỏi. Nhóm người trận lão cúi đầu. Nửa tháng nay, trong lòng bọn hắn đã trải qua đủ loại dãy ruộng, cuối cùng bất đắc dĩ đưa ra quyết định này. Không thể không đồng ý với yêu cầu của Bạch Tuấn, đồng ý cho bọn hắn tiến vào để bảo toàn duy trì cửu giới. Bởi vì bất kể là xương đen mênh mang kia hay là ma vật vô tận trong xương đen, đều không phải thứ bọn hắn có thể tự mình xử lý được. Chúng ta có hai yêu cầu. Trận lão ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu không chịu, không chết không thôi. Nói Bạch Tuấn ngồi trên ghế không nhanh không chậm pha trà. Thứ nhất, địa bàn của tiên giới có thể nhường cho các ngươi, nhưng những nơi ngoài tiên giới ví dụ như Việt giới vân vân, người của các ngươi không được tùy tiện đặt chân vào. Ừm, ngươi nói tiếp đi. Bạch Tuấn nhấc ấm trà lên, nhìn vào bên trong, khẽ nói. Thứ hai, bọn ta sẽ thống nhất đưa cư dân ở tiên giới rời đi, nhưng dù sao nơi đó cũng là gia viên của bọn hắn, gốc rễ đều ở đó. Cho nên nếu có cư dân không muốn đi, bọn hắn muốn ở lại tiên giới thì không cho phép người của ngươi gây ra bất kỳ tổn hại gì cho bọn hắn. Trận lão chém đinh chặt sắt nói. Các bạn vừa nghe xong tập 108 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.